Rồi bây giờ thầy lại hướng dẫn cho tất cả chúng ta. Bây giờ là cách phóng trưởng và qua tay phải để chữa bệnh cho người khác. Thì hôm nay chúng ta thực hành luôn nha. Thì các bạn đã tâm sự với nhau rồi, tức là đang bị đau cổ hay là đau vai, gáy hay là đau đầu. Thì trong video clip này tôi sẽ... Các bạn giơ tay phải lên để cho tất cả quý vị và các bạn mà tự tập là sẽ biết này, phóng trưởng tay phải này. Và bây giờ chúng ta hãy hít 3 lần, hãy hít 3 lần, nạp chữ bờ hùng vào đỉnh đầu đi. Hít thở 3 lần, nạp, nạp đi. Khi chúng ta nạp xong rồi thì chúng ta nhớ là đưa cái chỗ tay vào cái người đau ở phía trước. Rồi bắt đầu. Chạm vào chứ, chạm vào thôi. Không cần chạm mạnh đâu mà chạm vào thôi. Đó. Đó. Đấy, anh đang thì là đau lưng thì đưa vào cái xương sống này nè. Đó. Đã để là phải để nguyên, không được di chuyển. Quý vị nhớ là không được di chuyển. Vai dồn lực vào, khi thở ra chúng ta đẩy hết năng lượng phóng ra bên tay phải. Tập trung. Đó. Chúng ta hãy phóng cho tôi chỉ cần từ 1 đến 3 phút thôi, còn không được phóng hơn. Thế để không chữa cho cô này à, mà ngồi thế à? Chữa đi, dí tay vào, không phải phóng cách không được đâu. Dí vào đầu cô ấy, cô đang đau đầu mà. Dí hẳn vào. Đúng rồi, tập trung vào cho thầy. Vâng, quý vị các bạn thân mến, đây là một cái phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng sinh học. Và rất nhiều người cứ hỏi tôi là chữa như thế nào, thì đây, bây giờ chữa là như thế này. Và tất cả chúng ta sẽ dồn năng lượng vào năng lực của cơ thể và lấy năng lượng vũ trụ qua đỉnh đầu, đi qua tay phải và phóng vào. Và chúng ta sẽ thấy 1-2 phút nữa thôi thì các bạn sẽ tự nói lên những cái điều mà chúng ta ấy. Và tôi sẽ hướng dẫn thêm với quý vị, bây giờ là được 2 phút 43 giây. Và tôi sẽ hướng dẫn nhanh trong cái video này nhé. Là bây giờ các em sẽ chuẩn bị này. Khi mà các em muốn ngừng chữa, là rất nhiều người bị sai lầm là bị cái năng lượng của người bệnh sẽ hút hết vào người chúng ta. Thì bây giờ chúng ta tập cho thầy như sau này. Chúng ta xin dừng này, xin dừng tập này. Và chúng ta thổi thật mạnh và giật tay thật nhanh ra. Hít hơi này, xin dừng tập này. Và thổi thật mạnh, phù một cái xong giật tay ra luôn nhé. Nào, giật ra. Đúng rồi, ok, xoa tay luôn, xoa, vỗ, xoa, rồi cú xuống vỗ, vỗ vào cẩn thận. Quý vị các bạn thân mến, khi các bạn đã chữa về bằng năng lượng sinh học thì các bạn nhớ là phải vỗ vào hay cẩn thận để nó xây sinh khí hải kia, để chúng ta sẽ có năng lượng tràn đầy. Vâng, đây là video clip chữa bệnh bằng năng lượng sinh học bằng đôi bàn tay của chúng ta, bằng tay phải của chúng ta, kết hợp với năng lượng của vũ trụ. Và chúc cho các quý vị làm sao thật tốt đẹp, làm sao có một sức khỏe dồi dào, viên mãn. Và nhớ share cho tất cả bạn bè, anh em để cùng luyện tập. Và nhớ đừng quên ấn nút like để ủng hộ chúng tôi. Và bây giờ các em nói, các em có cảm giác gì? Đau mà chạy đi chỗ khác. Cái đau chạy chưa? Chạy đi chỗ khác. Con thấy thế nào? Nhẹ hơn à? Ok. Thấy thế nào? Nói lớn lên. Nói lớn lên mọi người cùng nghe. 1 phút nữa. Nào nói luôn. Hết mỏi vai chưa? Ô, hay quá, tâm khỏe quá. Tâm cái đầu thế nào? Anh Vũ này, anh đợt cách không cơ. Tôi đã bảo dí vào thì không dí. Thôi được rồi. Như chúng ta sẽ thấy chỉ có 2-3 phút thôi mà các bạn ấy tự nói ra những cái điều mà chúng ta vừa nghe. Có nghĩa là đau cổ, vai gáy hay cái gì đó là các bạn đã hết rồi nhé. Thôi tạm biệt các quý vị các bạn và đến hẹn gặp tại các cái video clip tiếp theo.